Kính thưa quý vị, mới đây cộng đồng mạng đã có một phen dậy sóng khi xuất hiện một đoạn clip được đăng trên fanpage Hoàng Minh, tiêu đề bạn có người yêu đi xe số. Với nội dung một cô gái trả lời phỏng vấn và khẳng định con trai mà chạy xe số thì hơi dơ dơ, không tự tế. Tuy nhiên sau đó đoạn clip được xác nhận đã bị cắt ghép không đúng sự thật. Sau vụ việc xảy ra, nhiều bạn đọc cho rằng trên thực tế cũng có nhiều trường hợp bị người khác lợi dụng hình ảnh để câu view trên mạng xã hội mà không dám lên tiếng việc buộc người sử dụng hình ảnh của người khác để câu view thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt ra sao và cần phải làm gì để bảo vệ hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Đây là những thắc mắc mà nhiều bạn trẻ đang đặt ra. Tối 9 tháng 5, nhiều cô gái rất bất ngờ khi phát hiện clip phỏng vấn của mình bị fanpage Hoàng Minh cắt ghép với những nội dung gây tranh cãi để câu view. Một trong những người trả lời phỏng vấn trong đoạn clip câu view, chị HPD 22 tuổi đã cho biết ngày 4 tháng 3, chị có lên Đà Lạt chơi với bạn, buổi tối khi đang loanh quanh dạo chơi thì có một thanh niên chạy đến xin phỏng vấn đầu tiên thanh niên này muốn phỏng vấn về thức ăn bẩn ngoài đường nhưng chị từ chối sau đó người thanh niên cố gắng thuyết phục trả lời với nội dung hỏi về cái con trai mà chị ghét chị n đã trả lời không thích con trai gia trưởng bảo thủ hay kiểm soát và vũ phu thế nhưng nội dung trả lời phỏng vấn của chị n không hề đề cập trong đoạn clip được đăng tải có hình ảnh của chị theo thông tin trên trang cá nhân của chị N, chị đã nộp đơn trình báo đến cơ quan công an thành phố Huế nơi chị đang cư trú về việc chị bị lợi dụng các ghép hình ảnh để nhờ cơ quan chức năng lấy lại trong sạch cho mình. Chiều 10 tháng 5, chủ nhân của clip đang gây tranh cãi trên cũng đã xóa bài đăng và đã có video dài hơn 2 phút giải thích và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng. Trong clip, người xưng tên là Hoàng Minh, chủ nhân fanpage Hoàng Minh đã gửi lời xin lỗi và xác nhận rằng toàn bộ nội dung trong đoạn clip cô gái chơi xe số là cắt ghép việc làm thế nào để tránh bị người khác sử dụng hình ảnh của mình trên mạng xã hội tác sĩ tâm lý lê minh huân phân tích những bạn trẻ đa phần rất gần gũi thân thiện và rất dễ chia sẻ cũng vì thế nhiều bạn trẻ đang đi trên đường thấy có người đến xin phỏng vấn là cứ đồng ý trả lời ngay mà không cần biết họ phỏng vấn vì cái gì mục đích cuộc phỏng vấn là gì những trường hợp như vậy khá nguy hiểm và dễ bị lợi dụng hình ảnh chính vì thế các bạn trẻ cần lưu ý nếu được phỏng vấn thì cần hỏi rõ người phỏng vấn là ai ở đơn vị nào phỏng vấn mình với mục đích gì Ngoài ra, khi phỏng vấn xong thì mình cần phải đưa ra yêu cầu được xem lại đoạn phỏng vấn trước khi được đăng tải. Đây là những yêu cầu chính đáng của người được phỏng vấn. Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng nên cẩn trọng khi đưa hình ảnh cá nhân lên mạng. Ví dụ, cũng có một số bạn trẻ hiện nay không kiểm soát việc đăng hình ảnh của mình lên. Có những bạn một ngày có thể đăng mấy chục tấm ảnh lên mạng xã hội. Việc đưa những hình ảnh cá nhân không kiểm soát rất dễ bị người khác lấy lại và gắn ghép vào một hoàn cảnh, tình huống khác không đúng với thực tế. Vì thế, chúng ta nên hạn chế đăng những hình ảnh cá nhân của mình trên mạng xã hội để hạn chế bị người khác lấy lại cắt ghép. Nếu phát hiện người khác sử dụng hình ảnh của mình để gắn ghép sai sự thật, trước tiên phải lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Sau đó, nên thu thập các thông tin cần thiết để trình báo cho các cơ quan chức năng nhằm giúp tìm ra hướng giải quyết. Tuyệt đối chúng ta không nên phản ứng bằng cách công kích các đối tượng đang như chửi bới, kết tội họ như thế, vô tình mình cũng là người vi phạm. Thạc sĩ Tuân lưu ý. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn